Trên tay ông cầm cái gì đó? Dạ, thuốc này là tôi đi sắc cho bà hai, để tôi là cho bà hai uống cử chiều. Ông đúng là con chó trung thành. Cậu nói gì lạ vậy? Ai tôi cũng hầu hạ hết, chứ đâu phải riêng gì bà hai với cậu hai đâu. Xin phép ngang. Có bộ sức khỏe của ông yếu và già rồi, chắc là phải tìm người khác thay thế vị trí của ông thôi. Dạ, cậu Tư. Ông nên biết thời thế mà theo. Giờ tôi là chủ căn nhà này, nếu ông còn dám khinh thường tôi thì ông liễu hôn đó. Cậu Tư. Ông muốn sắc thuốc cho bà hai hả? Thôi được, tôi sẽ đưa thuốc khác cho ông sắc. Nếu ông làm đúng những gì tôi dặn thì ông còn chén cơm để ăn mỗi ngày, và ngược lại, ông sẽ không còn răng để ăn cháo.